Hi, chào mừng tất cả mọi người đã vào channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục cào vé số. Và trên tay mình đang là 3 tờ vé số có mệnh giá là 5 đồng. Và cái tờ vé số này là loại mới ra luôn nha các bạn. Và không liên thuyên nữa, bây giờ mình sẽ tiếp tục cào vé số mới này ha. Xem coi cái vận may của mình tới đâu ha. Ok, let's go. Thì cái thể lệ chơi của cái tờ này thì cũng rất đơn giản thôi. Các bạn chỉ việc cào những cái số ở dưới mà nó giống cái số ở trên thì các bạn sẽ trúng cái số tiền thôi. Rất đơn giản. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu cào cái số win number trước nhá. Mười lăm, mười tám, không ba, ba tám và không tám. Ok, toàn số tám không? May mắn đó. Tờ này mình nghĩ là sẽ rất là may mắn đây. 38. Các bạn tin nổi không? 38. Ngay tờ con số đầu tiên luôn các bạn ơi. Ngay con số đầu tiên luôn, trúng lớn rồi. Ok ok, này trúng to rồi. 32. 31. 09. Wow, của mình 08. 15 rồi, xong rồi, trúng nữa rồi các bạn ơi, trúng nữa rồi. Mình trúng được hai con rồi, ngay tờ đầu tiên luôn nha các bạn. Ngay tờ đầu tiên. 14. Số 10. 03 nữa rồi các bạn ơi, không thể tin nổi rồi. Tờ này mình trúng lớn rồi, 03 rồi. Thế nào chắc mình cũng trúng hết bằng này con luôn quá. Mình rất là nghi luôn á. 17 của người ta 18 này. Wow, 38 nữa nè các bạn. Trúng nữa rồi. Rồi, tờ này trúng lậm rồi các bạn ơi. Tờ này trúng to rồi. 29. Không có. 30. 28. Wow. 05. 33. Wow. Mình sẽ còn một cái dãy số cuối cùng ở dưới nữa nha. 19, wow, 18 này. 06. 22. 23. 38, lại trúng nữa, 38 nữa đó. Trời ơi, thật may mắn luôn á. Cái tờ vé số này là cái tờ vé số mới ra, cũng chỉ có mệnh giá 5 đồng thôi, nhưng mà các bạn có thể trúng lên tới 200.000 đô luôn. Thì cái trúng độc đắc của cái tờ này rất là cao. So với mấy cái tờ trước thì chúng được có 100 đô thôi, 100 ngàn thôi, còn tờ này chúng tới 200 ngàn. Và không liên thuyên nữa, bây giờ mình sẽ bắt đầu cào những cái dãy số chúng xem là mình sẽ chúng được bao nhiêu nha. Đầu tiên là con số 38 này. Bao nhiêu đây? Wow, 10 đồng. Rồi, con đầu tiên mình đã chúng được 10 đồng rồi các bạn ơi. 10 đồng rồi này. 38 chúng được 10 đồng rồi này. Coi còn con số bao nhiêu, 15. Đây, 15. Rồi, xong 10 đồng nữa rồi. Rồi, vô đậm rồi các bạn này. Vô đậm rồi, có 15 là vô được 10 đồng nữa nè. Xem coi còn cái số nào nữa. Ok, 38. 38. Rồi, 10 đồng. Rồi, nữa rồi, là được 30 rồi. Xem coi còn con số nào nữa. 29, 30, 28, 05, 33, 19, 06, 22, 23 và 38. Rồi, đây là con số cuối cùng. Vậy là mình được 30 rồi. Còn bao nhiêu đây? Chắc được 40 quá. 10 đồng nữa là 40. Ôi mà cái giải này đâu có 40 đâu các bạn. Phải trúng thêm một con nữa. Đây đây rồi, đây này. Con số 03 này các bạn này. Đây rồi. 10 đồng. Ok. Vậy là cái tờ này mình trúng tổng cộng là được 50 đồng luôn các bạn. Các bạn thấy may mắn không? Ngay con số đầu tiên luôn, không thể tưởng tượng nổi luôn. Thì bây giờ mình sẽ cào 3 tờ mà mệnh giá là 5 đồng. Cái là mình sẽ bỏ ra 15 đồng tiền vốn mà mình đã trúng được 50 đồng rồi. Là lời rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ tới tờ thứ hai nha. Wow, may mắn rồi. Đúng là cái tờ mới này, lúc mình vô mình mua thì nó ghi cái từ là try me, là thử tôi đi đó. Thì mình mới mua luôn á. Ok, vậy là may mắn nữa rồi. Vô đậm rồi. 34. Không có.
09 không có. Số 10 không có. 27 không có. 20 không có. 07 chắc tờ này tạt rồi. Tại một đi một series khó khó khi nào mà nó trúng liền nhau lắm các bạn. À rồi 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 rồi, vừa nói xong mình lại trúng được ngôi sao rồi các bạn ạ. Rồi, hôm nay là mình trúng đậm rồi, có tiền tiêu rồi. 31. Rồi, vô mảnh. 21. 26. 25. Rồi, lại trúng nữa. Sao nó trúng nữa rồi. Hôm nay vô rồi. 04. 11. 08. 17. 28. 35. Được mình 36 nè. 30. Và cuối cùng 18. Ok, vậy là trong cái tờ thứ hai này mình đã trúng được hai số rồi các bạn. Hồi hộp và chờ đợi xem coi bao nhiêu tiền đây. Hai số không nhỏ. Bao nhiêu? Một số không to rồi. Rồi, trúng lớn rồi. À, ten rồi, 10 đồng. Ok, con đầu tiên được 10 đồng nha các bạn. Tiếp tục con thứ hai này. Bao nhiêu? Rồi, một số không lớn nữa rồi. Vậy là phải từ 20 đồng để lên rồi. 10 đồng nữa, vậy là 20. Ok. Vậy là tờ thứ hai mình cũng rất là may mắn luôn các bạn. Mình cào tờ thứ hai, lần đầu tiên được 50, tờ thứ hai được 20 nữa. Rồi. Tổng cộng là được 70. Tiếp tục tờ thứ ba nha các bạn. Đây là tờ cuối cùng thì mình chỉ bỏ ra 15 đồng mình mua hai tờ, ba tờ thôi mà không có mua nhiều. 08, 04, 11, 26 và 25. Xem coi may mắn nữa không. 37. 30. 29. 14. 23. 09. Cố lên. 02. 36. 40. Wow, mình không 4 nè, không 40 nè. Đổi ngược lại chút. 18. 24. Mình 25 nè. 06. 22. 05. 15. 34. 19. Rồi, tờ thứ 3 này không trúng rồi. 03. 39 và 01. Ok, vậy là hôm nay mình cào 3 tờ và rất là may mắn mình đã trúng được hai giải luôn các bạn. Thì tờ đầu tiên nè, đây là tờ đầu tiên mình đã trúng được 50 đô. Các bạn thấy không? Trúng gần như hết luôn. Và tờ thứ hai là mình đã trúng được 20 đồng và tờ thứ ba mình không trúng. Thì tổng cộng hôm nay là mình đã mua hết 15 đồng. 70 đồng trừ đi 15 đồng là còn bao nhiêu các bạn? Là còn 55 đồng. Ok. Vậy là hôm nay mình đã lời được 55 đồng. Trừ hết các thứ mình lời được 55 đồng. Rất là may mắn luôn. Thì cái video của mình tới đây thôi. Thì các bạn nào thấy hay thì ấn like, share, subscribe kênh giùm mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới nhé.